Em gặp xe trong một buổi chiều tháng 6. Ê, snack khoai tây lai đúng không? Đúng rồi, cho xin miếng đi. Không, em vẫn xin xe trong một buổi chiều thu lá rụng nhưng vẫn bị từ chối. Đến mùa Giáng sinh, em vẫn tiếp tục xin. Cho xin miếng nào? Không. Và với cái mặt dày của em, cuối cùng cũng làm xe mềm lòng. Tết nên cho một miếng đấy, đừng xin nữa nha. Ok. Nhưng vì gói bim bim này ngon quá nên em lại tiếp tục vác mặt dày của mình đến nhà xe để xin. Còn không, cho xin miếng đi. Ơ, con em biến thái này, con xe nó đang đi vệ sinh mà mày đến xin miếng gì đây? Mày miếng ở trong bồn cầu, mày có muốn ăn không? Tất cả giơ hai tay lên trời, tay giang ngang bờ vai, tay song song trước mặt, buông cả hai tay. Ủa, con ẻ này nó đang đi tập thể dục hay là nó đang đi cướp đấy? Kiểu gì? Sao mọi người xem chùa nhiều thế? Đăng ký kênh, ủng hộ mình đi mà. Bé ơi, đi bộ làm chi cho mệt? Lên xe ăn Mercedes màu xanh, trong cơn mưa phóng đi thật nhanh. Thôi, tôi không đi đâu. Gớm, bày đặt chằn chó, nằm mơ cũng không có cơ hội thứ hai được ngồi trên xe xịn đâu. Bye. Ôi ơi, con xe này chằn chó thật đấy. Con nẻ nó mời lên xe ô tô chạy bằng cơm xịn xò như thế này mà con chế nữa cơ đấy. Ta là Wonderbird, đi trừng trị kẻ xấu thôi. Thằng dở hơi, tao fan cuồng Wonder Woman cũng không ngạo như mày. Ê, khu vực này của bọn xấu đó, ra khỏi đây thôi. Bọn xấu đâu? Này thì xấu. Ơ, con ẻn mày chán sống đôi hay sao mà lại đi gây sự với bọn cả xấu thế này? Chắc ai bây giờ? Chắc mình ngu. Tí, đi ra sau phụ tao lặt rau coi. Hồi, con đang đập mũi cho bố ngủ rồi. Mày đập thế, biết tới khi nào? Sao không đốt cái đồng nhang mũi, tao mới mua đi. Ha, mẹ nói có lý. Ô hay cả thằng tỷ đu này, mày đang đốt nhang diệt mũi hay là đang đốt nhà mà khỏi nghi ngụt thế này? Đã thế nó còn mang theo cái mặt nạ chống độc nữa chứ. Nata đang sử dụng bánh xe phóng hỏa luân để đuổi theo khuyển gia xoa. Bỗng nhiên Nata bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng lại. Anh có biết đây là khu vực cấm phương tiện hai bánh không? Và thế là Nata đã bị anh cảnh sát giao thông tịch thu bánh xe phóng hỏa luân. Vàng ảnh vàng ăn, có phải vợ ăn chui vào tay áo? Nghe vậy, tấm liền chui vào tay áo của nhà vua. Đúng là vợ ăn rồi. Nhưng vừa mới chui vào tay áo của nhà vua, tấm bất ngờ bay đi. Ủa, vợ? Sau đó nàng mang theo một cái mặt nạ chống độc và một chai lăng nách đến cho nhà vua. Rồi ôi, chắc là nách của nhà vua thổi lắm nên tấm mới mang theo cái mặt nạ chống độc này đây. Anh không thể cưới em được, gia đình anh phản đối mình. Gia đình anh là ai mà lại ngăn cản chúng ta đến với nhau? Vợ và cả con của anh. Thằng mất dạy, thằng lưu minh, nấu canh cho. Em à, nói ra điều này thật sự rất ngại, nhưng sao đấy ạ? Em có thể cùng anh vào nhà nghỉ một lát được không? Anh đau bụng quá, thật sự anh không có ý gì đâu. Cái bài cũ rất. Nhưng anh phải hứa là chỉ đi vệ sinh thôi đấy. Ok em. Và thế là chàng trai kia chờ cô gái đến nhà nghỉ ABC. A few moments later. Giả vơ giả vịt, giật nước như đúng rồi. Ôi trời, nhẹ hết cả người, mình về thôi. Ủa, sao mới vào 5 phút đã ra về rồi anh trai? À không, tôi suýt thì vải ra quần nên vào đây để đi vệ sinh thôi mà. Ủa, anh này giữ đúng lời hứa,
vào nhà nghỉ để đi vệ sinh. Thế mà sao cô gái kia trông có vẻ bực bội khó chịu thế nhỉ? Đéo, nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Cô gái này đang đi bộ trong một hẻm vắng thì thấy một chàng trai chạy bán sống bán chết. Đừng lại! Xin lỗi tiểu thư, xin hãy đứng yên một chút thôi. Vừa dứt lời, anh chàng kia liền ôm hôn cô gái để đánh lừa những kẻ đuổi theo. Nhanh bắt lấy hắn ta! Lừng nhanh như trạch, chạy biến đâu mất rồi. Đa tạ và xin lỗi tiểu thư, bất đắc dĩ ta mới phải làm như vậy. A few moments later. Lại có em xinh tươi nữa kìa. Lần này để tao. Ồ, ba tên này là đồng bọn à? Thì ra đây là thủ đoạn mà chúng sử dụng để cưỡng hôn con gái nhà lành. Đúng là biến thái thật đấy. Đạo đức lý tưởng, thuần phong mỹ tục, lối sống văn hóa để đâu? Tại sao các cháu lại sống đồi bại trụy lạc như vậy? Em có thai rồi, và nó là con ăn. Thật sao? Đùa thôi, hôm nay là cả tháng tư mà. Em nói dối đấy. Vậy nghĩa là em không có thai. Ngốc à, nó không phải là con của anh. Xong rồi. Sao em? Đùa rồi. Năm đó, sư phụ của ta, Bồ Đề Sư Tổ, do ngài các đệ tử mình tụ tập rồi trồng dịch nên quyết định đóng trường, dạy học online. Lão tôn ta đăng nhập vô lớp rồi quẩy bánh nóc, ghép mấy clip hài rồi vẽ bày lên bài giảng nữa. Rồi sư phụ ông bực lên đuổi học ta luôn, bảo không bao giờ coi ta là đệ tử nữa. Nhớ lại vẫn vui phết. Trời ơi, làm ăn gì coi được không? Đùa kiểu vô học vậy mà vui con khỉ gì. Chúa hê thánh trôn, bộ lão với thầy giáo không bao giờ có tương lai đâu con ạ. À, nhục quá, đập đầu vô dụ mình chết đi bạn ơi. Đúng này, tất cả đều đúng, hợp lý. Tí và bạn rủ nhau đi ăn trộm xoài, thằng kia thì leo lên cây hái, còn tí thì đứng ở dưới cành chừng. Cánh nhé, khi nào ông tới thì kêu tao, khi nào tới rồi kêu mày hả? Ừ, ok. Tí đang đứng canh chừng thì thấy từ xa có một bóng người tiến đến. Nhưng nó vẫn chăm chú nhìn ông ta, chẳng thèm cảnh báo cho thằng kia gì cả. Khi ông chủ nhà đến nơi, nó liền gọi: Ê, ông tới rồi. Cánh nhé, khi nào ông tới thì kêu tao, khi nào tới rồi kêu mày hả?